Thưa quý vị, trong các bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 vào lúc này, lực lượng y tế vẫn đang ngày đêm chiến đấu, dành ra sự sống cho các bệnh nhân. Và bên cạnh các y bác sĩ thì các đội điều dưỡng viên cũng là một lực lượng rất quan trọng. Đây là một trong những lực lượng đi sâu, đi sát với từng bệnh nhân nhất, với đủ mọi công việc không tên, chăm lo từng chút một, kể cả là chăm sóc vệ sinh cá nhân cho người bệnh. Phóng viên của chúng tôi đã ghi lại một ngày làm việc của những điều dưỡng viên như vậy tại Bệnh viện Dã chiến số 4 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là công việc hàng ngày của điều dưỡng Hoàng Yến. Có mặt từ những ngày đầu mới thành lập, chị đã ròng rã chiến đấu suốt 2 tháng qua. Mình chị phụ trách gần 100 bệnh nhân ở một block tòa nhà, trong đó có gần 10 bệnh nhân nặng. Tình nguyện ở lại chừng nào mà dịch ổn thì về với gia đình. Thật ra đây là tụi em làm ở trên những cái người già, người lớn tuổi. Nói chung là rất là nhiều người khác với Nhi. Rồi những cái công việc mà không tên thì từ mà việc ăn uống này kia, tiêu tiểu này kia, tụi em ở giúp đỡ người ta. Đó là áp lực với vòng ngoài, còn với những điều dưỡng viên tại khu ICU lại là một áp lực khác. Thiếu thốn từ mọi thứ như trang thiết bị, máy móc, vật chất, điều kiện sinh hoạt, nhưng luôn phải đối mặt với bệnh nhân rất nặng phải thở oxy, phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ của những điều dưỡng viên. Ngoài ra, biến chuyển của dịch bệnh khiến người bệnh trở nặng rất nhanh, nên buộc tâm lý của họ phải rất vững vàng để làm chỗ dựa tâm lý cho bệnh nhân. Sau khi một buổi làm việc thì chỉ có cảm giác là cái miệng rất là đắng thôi. Cảm thấy về tới phòng chỉ cần uống nước thôi là mọi người không cần ăn uống gì hết. Súc miệng mà nước lọc thôi, súc miệng thôi nha, là cũng đã thấy nó thỏa mãn. Ở đây mà đi níu chân em tới giờ đó là cái lúc mà người ta được xuất viện á. Người ta quay lại cảm ơn mình mà cảm thấy vui lắm. Giống như là mình làm được một cái gì đó có ý nghĩa trong cuộc đời này luôn á chị. Sau khi hết ca làm việc với bệnh nhân, những điều dưỡng viên này vẫn chưa thể nghỉ ngơi, mà họ còn phải làm giấy tờ, nhập số liệu bệnh nhân, kiểm kê kho thuốc và kho vật dụng y tế. Còn nếu có bệnh nhân trở nặng trong đêm, thì họ sẽ là những người đầu tiên có mặt để hỗ trợ cấp cứu. Suy sụp đến ngất xỉu, áp lực dẫn đến stress. Thế nhưng với tinh thần trách nhiệm của mình, cuối cùng những điều dưỡng viên này vẫn phải tích cực lạc quan và vững vàng bền chí để cùng Thành phố Hồ Chí Minh chiến đấu đến cùng.